Chào các bác nhá. Sáng nay lại tiếp tục lên hàng khủng rồi nhá. Gỡ đi. Hàng này là hàng kỳ lạ. Không biết tại sao lại dính được con này nữa. 2 ký. Cũng mấy xa xa thế nhá, nhưng mà con này chắc là mèo rừng á. Mèo hoang á, mèo lấy thế á, chí quá. Mèo này khá là to nhá. Ơi, tưởng là con trồng hương. Nhưng mà không phải nhá. Mèo này to thật. Phải anh gửi đi. Chạy rồi nhá. Đi rồi nhá. Rồi nó đi rồi nhá. Rồi chào các bác nhá.